Ok. Đây này. Đây. Có hình như là chú ấy có ảnh flycam rồi, cái hồ sơ này có ảnh flycam được. Cho xem cái ảnh flycam tiếp. Đây là quyết cái tên nam này. Đây cái nhà này đây. Đấy. Khi đến khảo sát đấy thì quyết cái phần tây nam đây này, cái này thò ra và quyết phần tây nam này, đấy, ok phần tây nam này, bên này nó có một cái đường khí đâm vào tây nam nữa, cái một cái đường nó men theo cái bờ tường rào này, khí nó đâm vào tây nam, đấy. Phía đông và đông nam thì có nước rất là tốt, nhưng mà phía tây nam thì bị khí đâm, rồi đưa cái hình gặp được cái chú bảo, đấy, thì gần như thế này, thì lúc đầu ấy cái sự việc nó xảy ra rất bình thường là bởi vì cái cung tây nam này thì nó liên quan đến người mẹ đúng không, chúng ta học vào cung tây nam nó liên quan cung khôn mà liên quan đến người mẹ, thì lúc đầu ấy thì cái đứa con gái mà con dâu về ấy, thì nó lấy trưởng nam thì nó chuyển nữ nó ở cung vương vị đông nam mà nó có cái ao ấy đấy, đông nam mà có cái ao bên này chúng ta vừa nhìn này cái tinh ấy đông đông nam này thì nó có cái ao thì bản thân nó không vấn đề gì cả, nó sống rất là tốt, không vấn đề gì cả. Nó chỉ lỗi là cái cung của người mẹ này này, nói nhiều bởi vì giờ tây nam và ba cái quyết mà lại ở bên này lại có một cái đường khí nó về như thế này, chúng ta vừa nhìn thấy rồi, nó động khí mạnh ở tây nam. Thế nhưng mà sau đó thì nó cái đứa con dâu này nó sinh em bé, thì nó từ chuyển nữ mà nó sinh em bé thì nó lại trở thành người mẹ thứ hai ở trong nhà, mẹ thứ hai ở nhà. Và lúc này thì chúng ta thấy là hai người mẹ đồng khí và đẻ xong một tháng là ôm con đi, không hỏi rồi đấy, thì cái diễn biến của nó là như vậy, cái cung tây nam nó bị như vậy rất là bình thường. Thì cái trường hợp vẫn là một cái cung luôn, nhưng mà khi nó sinh em bé thì nó thay đổi tính chất, ví dụ như thằng con trai vậy, thế cung chấn ví dụ nó đang tốt nhưng mà khi nó đẻ con ra nó lại cung càn, mà cung càn bị lỗi một cái là hỏng. Thế nên là nhiều nhà ấy, cha hỏng này, sau một thời gian sau con hỏng, cứ hỏng dần hết, nó vì như vậy, nó bởi vì đến cái thời điểm nó mới bị đấy, thì cái ứng dụng của chúng nó ta thì thôi các bạn linh hoạt như vậy. Đăng ký các kênh của Phong thủy Đại Nam để cập nhật kiến thức phong thủy mỗi ngày. Tổng đài tư vấn Zalo 0865 69 08 18.